Xin chào tất cả mọi người nhá. Đoàn của công ty Thi Đạt Skin và Hồ Đào Hồng đã có mặt tại Cam Liên Thủy. Đây là địa chỉ là Cam Liên Thủy Quảng Bình, và bây giờ các bạn còn rất là tắc nghẽn đâu. Các thứ. Các bạn tắc nghẽn em ơi. Khu trung tâm huyện Lệ Thủy này. Đấy. Khu trung tâm huyện Lệ Thủy. Trung tâm huyện Lệ Thủy nằm này. Chọi bố hết lên nóc nhà mọi người ạ. Lên nóc nhà bắt con gà. Đấy. Anh em ạ, lũ lụt miền Trung ấy khổ lắm mọi người thấy chưa? Những nhà hảo tâm nào, những anh em nào nhà hảo tâm muốn giúp đỡ những người khó khăn ở miền Trung thì mọi người ủng hộ. Người vào fanpage của anh Huấn Hoa Hồng, anh có số tài khoản mọi người nhá. Không video đừng nói số tài khoản, video chỉ để quay YouTube thôi. Đã được rồi.